Hợp đàn ta đang wow, Barbie con nào con nấy cà bá luôn mọi người ơi. Bự bự không? Bé nào bé, cái bé này dễ thương quá mọi người. Bé này là cute không ai que tròn ủng luôn nè. Đó thấy chưa? Cưng dễ sợ luôn cái đó. Tán tán tán. Ê, ê, ê. Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Nghĩa Đào Iguana. Thì 2-3 ngày trước một đám Barbie khui hộp hôm bữa nè mọi người. À, cho mọi người coi. Mọi người thấy không? Đó, Barbie của Nghĩa Đào to không? Nhìn hết hồn. Nè, ổ rét nè mọi người thấy không? Đó. Thì cái bầy này là nở chưa hết đó nha mọi người. Cũng còn một hộp trống nữa chắc nở hết rồi tại vì hôm nay Nghĩa Đào lấy Nghĩa Đào ngâm mắm. Rồi cái tách ra chuồng lưới mọi người không, bữa nay nó rụng đúng hết trơn rồi. Mấy con mà hôm bữa mà Nghĩa Đào nói với mọi người mà bỏ vô hộp á, rụng đúng tự động nó chui ra hết. Hay hàng to không, hàng to mọi người không? Đã không? Rồi ok, đi vô trong khui cái hộp trứng kia ra luôn đi mọi thì, người cái ổ, cái ổ này là 50 trứng mỗi một hộp, vậy 25 trứng mà ngày hôm qua tới giờ mà nó hồi 3 ngày nay tới giờ thì chưa nở hết. Thì hôm nay mình sẽ khui cái hộp này luôn đây mọi người. Chắc hôm nay nở hết rồi đó. Rồi, đây là một ổ cuối cùng. Ổ này nè, cái này là nở rồi mọi người. Mình chưa có lấy đất ra mình xử lý nó nữa. Còn này là hai trứng của cái khác. Bữa giờ xong rồi đó mà chưa có lấy cái đất ra xử lý phơi nắng hay như có ở không nữa. Nè. Mọi người thấy không? Tùm lum tà la đi. Coi có sót gì anh em trong đây không biết nữa. Rồi không có thôi. Rồi bắt đầu mọi người đi ra ngoài ngoài khui cái ổ này với mình nha. Thì chắc hẳn không biết hôm nay là nó có nở hết chưa. Mở ngay lục đục 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 đục, thấy không mọi người, sướng không? Đã. Đó, tới mùa Barbie mà nó đúng ngày mà nó nở cơ mà. Mọi người thấy cái trong cái hộp nó lục đục 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 nhìn đã lắm. Rồi, ok. Hôm nay là chắc đủ ngày luôn đó mọi người. Đó, để cho một miếng nước coi. Vô một miếng nước ha. Đó. Ít thôi, rửa thôi. Sướng không? Đó, bên đây với bên đây là chung bày nha mọi người, tại vì bên đây nó nở chậm nè. Đó. Chung bày đó. Rồi bắt đầu khui hộp tàn ta đang. Wow, Barbie con nào con nấy cà bá luôn mọi người ơi. Bự bự không? Bé nào bé nấy cà bá luôn. Rụng rúng hết trơn. Còn đây, còn đây một trứng nè, chưa nở nè. Còn đây thêm một trứng nè mọi người. Bóp vô là thấy con rõ ràng luôn. Đó. Đẩy hoài. Nở tính nữa. Đó. Thấy chưa? Được thêm một mớ Barbie nữa mọi người. Nè, rúng rụng hết trơn, sạch sẽ luôn. Cực kỳ luôn, nói chưa? Nè. Rúng rụng sạch sẽ luôn. Chào mừng con đến với thế giới loài người tàn trang. To Barbie to hải hùng. Mà thật sự thì đẻ quá tốt, nở quá tốt mọi người. Không có ngắn đuôi gì hết nha, tuyệt vời luôn nè. Vì những bé này là để nó xanh xanh vậy chứ nó là rét nha mọi người. Rồi mình có một tay mình không biết mình banh cái yếm cho mọi người xem sao. Cái đuôi gắn nè, thấy chưa, này đuôi gắn nè. Thấy chưa, đã chưa. Thì cái này nó mới nở hai ngày nay mình mới trong khui trong hộp ra thì mình cần sưởi đèn mọi người. Thì cái bầy bên đây thì 2-3 ngày rồi, thấy không? Thì cho nên mình đem ra nắng được rồi đó. Đó, thấy chưa? Để con này nó ngộ thì con mắt nó bị cái gì ta? Không có bị gì hết. Nó có một cái màu xanh đẹp không mọi người? Thì chắc hẳn thì ở trong một cái ổ red ha. Sẽ không thoát khỏi một hai bé
như thế này mọi người ha, sẽ không thoát khỏi một hai bé nó như thế này đó, những bé như thế này nè, thì nó cũng là red nha mọi người, nhưng mà nó vẫn giữ được cái tông màu của thằng Green nguyên thủy. Thì Barbie thì mới thì chưa đâu mọi người, này phải chờ một tuần hai tuần rồi đem ra nắng rồi bắt đầu là nó lột một nước hai nước rồi mình mới thấy được cái cảm giác mà một cái màu sắc mà mang đậm thường gọi đó là red đó mọi người, thấy không? Mọi người sẽ thấy được cái màu sắc nó. U, cái bé này dễ thương quá mọi người. Bé này là cute phong mai que tròn ủng luôn nè. Đó, thấy chưa? Cưng dễ sợ luôn cái đó. Tàn tàn tàn. Trời, chém chút xíu thôi được rồi. Rồi tắm chút xíu đi con. Đó, ok mọi người, thì đây là red ha, thì đây cũng red là chung một ổ đó mọi người, mà 50 mấy trứng đó, mà nãy mình thấy ở trong cái hộp còn 3 trứng chưa nở ha, thì anh em nào có nhã hứng nuôi red thì liên hệ với đào Iguna nha mọi người, dòng bên mình mọi người thấy nè, không hàng to đùng luôn nè, thấy chưa? Mọi người thấy không, mới nở ra mà con nào con nấy nó chà bá, nó gần 3 ít luôn mọi người, không mùa 2 á, bởi nó khỏe lắm, mình cho nó mình ấp á, ấp nó thở đúng ngày á, nó khỏe đó mọi người, nó như con trâu vậy đó mọi người, thấy ra nè, nó giống y gan là 2 tuần tuổi vậy đó, mà nãy mình mới vừa khui luôn mọi người thấy đó, nó mạnh ghê hồn luôn đó. Nè, rụng rúng hết trơn luôn con này nè, thấy chưa, rụng rúng hết trơn. Mới vừa nở ra mà mấy con bự như thế này nè mọi người, thì mọi người nên sưởi đèn nó nha, sưởi đèn cho nó bớt, nó còn cái nõn á, cái bụng nó rất là to, rồi mọi người khoan hãy cho nó ăn ha, mà mình nghĩ là chắc nó cũng không ăn đâu ha. Đó thì mọi người xử lý nó, sưởi đèn nó chừng 2 ngày thôi thì bảo đảm là bụng nó sẽ sẹp bớt thôi mọi người, không cũng giống như những con mà nó có gì rúng mà ngày hôm qua nghĩa là xử lý á, không mới nở ra. Những con bụng bự như thế này nè đó, thì ít chỉ 1-2 con thôi, đang còn đang bé đó nè, không đó mọi người thấy, không mọi người thấy Barbie của nghĩa đào làm ra bự nè ha, thứ nhất thứ hai là gì, khỏe mạnh nó cực kỳ không, đang thù lùi rồi, ok thì nãy giờ nghĩa đào cũng tính đang phân vân coi không biết cái thùng mới khui này thảy qua cái thùng cũ được không, thôi mà suy nghĩ là chắc không có thảy đâu mọi người, để cái thùng mới này vô ấp đèn đi, sửa đèn đi, còn cái này, thằng cũ này thì tính bỏ vô chuồng lưới nè mọi người, thấy yếm không, ồ đã không nè, đó bự không, ồ ghê chưa rồi ok mọi người ơi, thì sáng khui cái thùng này với Nguyên Thiên với mọi người, chúc đỉnh về những bé Barbie Red của mình ha, thấy chưa mọi người, thấy không đó, Barbie Red nè đó, đã không, rồi anh em nào mà cần Red cần Barbie thì cứ liên hệ nghĩa đầu Iguna đó. Mình xin kết thúc video tại đây thôi mọi người ơi, nếu mọi người yêu thích video mình thì hãy cho mình một like, một share và một subscribe để ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Dạ, dễ thương không?